Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc Nga tiếp tục tấn công các khu dân cư của Ukraine trên quy mô lớn. Hôm nay, lực lượng Nga đã tấn công hơn 50 khu dân cư của Ukraine ở Donbass, Zaporizhia, Yumkhasen, Yumnikolaev, Kharkiv, Dnipropetrovsk. Họ đã sử dụng tên lửa, máy bay và hệ thống tên lửa phóng loạt để tấn công. Ông Zelensky cho biết thêm, lực lượng Ukraine vẫn trong tình trạng phòng thủ chủ động, nhưng đang dần dần đẩy lùi quân Nga ở nhiều vị trí chiến lược ở miền đông.